xưa viết từ ta gửi về em gửi anh chưa quen mặt. Năm nay đời người thân vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân lối hình rồi mây tàn khoe khó khăn thiếu em đành, nhưng chiếc bình đọc thư viết nhau hình như những dân chúng vừa thiếu ta. Thưa em là ngàn câu thơ, là câu rối đồng tôi có gì ta em, nhưng người em gái xa tôi đôi tình gì hồi lại cho thơ hóng đồn là tất cả chân thành gửi về em. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Thư viết từ xa gửi về em gái anh chưa quen. Năm nay đời người thân vui đón xuân bằng lời em gái viết trong thư. Xuân đôi hình buồn vui mây vàng khoe khó khăn theo em tặng, nhưng thiên bình đọc thư viết nhanh tình như những giấc chung giờ chiều tan. Thương em là ngàn câu thơ, là câu đối đỏ, là thịt mỡ giữa hàng. Thương là ngàn cánh mây, là hô ai ngọc ngà cuối đỉnh ngoài kia. Tôi có gì ta em, nhưng người em gái xa thôi đổ tình gì vội phải câu thơ thân hồn là tất cả chân thành gửi về. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của chú Sáu rất nhiều. Anh Bảo đâu cho nàng hót tay. Vâng, xin cảm ơn và chúc chú Sáu một buổi tối thật vui.